Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn có thật nhiều năng lượng tích cực và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã tham gia buổi giới thiệu trailer QuickBook. Cô đã tạo ra bầu không khí vui vẻ và giúp bạn của cô ấy là Tạ Na trở lại sau khi sinh con. Vào tối ngày 4 tháng 9, chương trình tạp kỹ Happy Cam của đài truyền hình Hồ Nam đã tung ra bản preview cho thứ 7 tuần sau khi phát sóng. Hai ngôi sao nặng ký đã xuất hiện trong preview, đó là Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na. Là một diễn viên, trước đây Triệu Lệ Dĩnh ít khi tham gia chương trình tạp kỹ, dù sao cũng không có đủ thời gian để tập trung quay phim. Nên cô không cần tham gia các chương trình tạp kỹ vì nó sẽ tiêu hao danh tiếng của cô. Hơn nữa, các chương trình tạp kỹ ảnh hưởng nhiều nhất đến cảm giác và khoảng cách giữa diễn viên và khán giả. Sự xuất hiện của những ngôi sao trong chương trình tạp kỹ được khán giả ghi nhớ rất lâu, mọi thứ có thể trở thành định kiến. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh có thể được coi là hổ phụ rơi bình dương. Kể từ khi lấy chồng, cô kết hôn sinh con vào năm 2019, sự nghiệp phim ảnh của Triệu Lệ Dĩnh dường như cũng chững lại. Bạn nên biết rằng Triệu Lệ Dĩnh đã thống trị lĩnh vực phim truyền hình nhiều năm. Hiện tại cô đã trở lại làng giải trí nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống. Công việc chưa đủ, các show tạp kỹ lại chen nhau. Triệu Lệ Dĩnh trước đây ít ghi hình cho chương trình tạp kỹ nhưng mấy tháng gần đây cô không tham gia đoàn làm phim mà quay nhà hàng Trung Hoa Xin Nhờ Tủ Lạnh, Happy Cam. Tuy nhiên, xem qua trailer, Triệu Lệ Dĩnh đã đến với Happy Cam lần này với tâm trạng vô cùng tốt. Cô mặc một bộ váy giống kiểu đồng phục học sinh, hợp với khuôn mặt tròn trịa tự nhiên của cô, khí chất nữ sinh tăng lên hẳn. Triệu Lệ Dĩnh dường như đối mặt với vài người dẫn chương trình rất quen thuộc, vì vậy cô khá thoải mái trong phiên bản chơi game. Dạo gần đây, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị ảnh hưởng do người hâm mộ và studio của cô ấy vẫn bị cấm. Vì vậy, sự hợp tác lần này trong Happy Cam có thể được coi là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên. Ngoài ra, bạn của Triệu Lệ Dĩnh là Tạ Na sẽ trở lại chương trình sau khi sinh con. Với tư cách là chị hai, Triệu Lệ Dĩnh sẽ giúp đỡ, cổ vũ và cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ để chào đón sự trở lại của Tạ Na. Sau khi ly hôn, thật sự thấy cô càng ngày càng dễ thương hơn. Trước đây, ai cũng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh chỉ có thể đóng vai trưởng thành và quyến rũ sau khi kết hôn. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh dưới phong cách cô gái đáng yêu có thể quay lại một lần nữa với vai thần tượng. Bạn có mong chờ không?